tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Chúng ta mừng ngày Hiền Mẫu, nhớ ơn mẹ và ngày Từ Phụ ghi công ơn cha. Nhưng ta không có ngày Song Thân ghi ơn sinh thành, nuôi nấng, giáo dục của cha mẹ. Có lẽ vì ít khi thấy cả hai đều trọn hảo, nhất là trong xã hội ngày nay, cuộc sống hôn nhân đang bị băng rã trầm trọng. Trong một số giáo xứ thường tổ chức rất ý nghĩa và trang trọng lễ kỷ niệm ngày kết hôn sau một thời gian dài chung sống, 25 năm ngân khánh, 50 năm kim khánh, 60 năm trở lên ngọc khánh, hay linh động cho những đôi hôn nhân trẻ hơn sau 5, 10, 15, 20 năm kết hôn để ôn lại vui buồn và thành đạt hay thất bại đã qua, đồng thời dự liệu những ngày tháng tốt đẹp hơn trong tương lai. Nhưng có một tấm gương cao cả vĩ đại mà loài người phải cúi đầu kính phục đội ơn là Thánh Gioan Kim và Anna, sinh hạ trinh nữ Maria, người mà sau này sẽ là mẹ ngôi hai Thiên Chúa, đấng cứu chuộc nhân loại. Trong Tân Ước không nói đến Song Thân Đức Mẹ, cũng như hai thánh sử Matthew và Luca. Trong Gia Phả không nhắc đến dòng họ ngoại Chúa Giêsu, nhưng theo thánh truyền của mỗi Công giáo, hai thánh Gioan Kim và Anna chính là nhịp cầu nối kết giữa Cựu Ước với Tân Ước, được Thiên Chúa chúc lành tuyển chọn, nhận diễm phúc trọng đại, sinh hạ Đức Maria, Thánh Mẫu Đức Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Gioan Kim xuất thân là người chăn chiên thuộc dòng tộc Giuđa, miền Nazareth Galilea. Người công chính, liêm khiết, yêu mến Thiên Chúa, trong đợi Chúa cứu thế đến giải cứu dân Ngài. Ông kết hôn với Anna, một thiếu nữ đạo đức đoan trang. Nhưng Thiên Chúa đã thử thách hai ông bà sống với nhau, luôn tôn giữ luật Chúa và làm việc bác ái. Sau 20 năm vẫn chưa có con nên bị người đời khinh chê, cho là vô phúc, đến nỗi các vị tư tế trong đền thờ không chấp nhận cho ông dâng của lễ vì cho là không được Thiên Chúa chúc lành. Ông bà vẫn bền vững tin vào thánh ý Chúa, ăn chay cầu nguyện giúp người nghèo khó. Cuối cùng Chúa đã nhận lời. Một ngày kia thiên thần đến báo tin Chúa đã nhận lời ông, Chúa sẽ ban cho bạn ông sinh một con gái. Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Maria. Ngay lúc còn thơ sẽ được hiến dâng cho Thiên Chúa và tràn đầy ơn thánh. Thánh Anna, con gái vị tư tế Matthan, gia đình trung lưu thuộc chi tộc Levi tại Bethlehem, sống tuổi thơ khôn ngoan đạo hạnh. Năm 20 tuổi, cô kết hôn với Gioan Kim. Hai người sống trong mái nhà đầm ấm, luôn vâng lời kính sợ Chúa và yêu thương mọi người, nhưng bị người đời chê cười vì không có con cái. Cũng như ông bà cầu nguyện, vẫn lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng mọi sự. Rồi một ngày, thiên thần đến đem tin vui cho bà. Bà đừng sợ, đó là dự định của Thiên Chúa, do quyền năng của người. Một ngày kia, bà sẽ sinh con. Con bà sẽ là gương sáng cho muôn thế hệ về sau. Rồi một người con gái được sinh ra trong một gia đình thánh thiện, hưởng tình thương đầm ấm và săn sóc chu đáo của cha mẹ. Khi lên 3 tuổi, được dâng vào đền thánh để phụng sự Thiên Chúa và chờ đợi lãnh nhận thiên chức trọng đại.
Người con gái đó chính là trinh nữ Maria, sau sẽ là mẹ ngôi hai Thiên Chúa. Sau khi dâng lời cho Chúa, người con gái thân yêu độc nhất, hai ông bà sống đạo đức âm thầm bên nhau. Trong tuổi già yếu đến cuối cuộc đời, ông hưởng thọ 80 tuổi và bà 79 tuổi. Trong tác phẩm Đường Chúa Mặc Khải Qua Thị Kiến tựa đề Tin Mừng Như Đã Mặc Khải Cho Tôi,